Thôi chào các bạn, hiện tại là khoảng độ 8 giờ tối ngày 25 tháng 8 2021. Tối hôm nay thì bé Quỳnh sẽ thử làm bánh flan. Không biết có thành công hay không. Nhìn chung là một chục trứng mình cũng thấy nó nguy hiểm quá. Để coi thành công hay thất bại. Lý do là bởi vì cái số lượng trứng này mình mua khá lâu rồi hả? Khá lâu rồi. Bây giờ không có sử dụng là mình cũng sợ là nó sẽ để lâu nó bị hư á. Cho nên thôi làm bánh flan luôn. Chứ mình không làm trứng lâu lâu mở tủ cho mấy con gà chui ra. Mấy gà chui ra. Ở đây mình thấy là có trứng gà ha. Ủa với cái phần lòng trắng là sao? Dục hả? Dục anh. Dục hết luôn hả? Ủa vậy? Không làm được gì khác luôn hả? Không. Bên kia là có Vinamilk và sữa đặc có đường ngôi sao phương Nam. Trứng đỏ là dục luôn. Bây giờ là tách cái phần, lấy cái phần lòng đỏ. Ủa sao có lấy cái lòng trứng nữa, lòng trắng nữa? Ừ. Bạn chỗ nó quy định là 3 trứng không lấy lòng trắng, 4 trứng lấy. Thì em làm theo chị Google đúng không? Lát xong mời chị Google ăn luôn. Vậy là quy định chị Google nói nhiêu? Em cũng biết. Ủa chứ chị Google nói gì với mày? Thôi để em làm, gặp mày làm theo cảm tính mày lắm. Rồi bé ba nó đục hộp sữa. Cái này làm là tối nay ăn được không ta? Được nhưng mà nó không có lạnh. Nó không lạnh. Mở cái lạnh. Cái quần bé mới làm. Cho đang ngồi đã tới 12 giờ luôn ha. Đây các bạn, đây là cách khui hộp sữa của bé ba. Do nhà mình không có cái đồ khui. Đó, thấy không? Đó. Chơi bằng cái này mới là mũi dao, đây là phần cái phần sau của mũi dao rồi. Nãy giờ em đập bao nhiêu trứng rồi? Chục trứng rồi. 10 trứng, rồi sữa. Vinamilk. Sữa này có đường không? Không đường. Sữa này là sữa không đường, rồi Vinamilk. Ok. Cho sữa đặc có đường vô một hộp luôn hả? Không anh. Nhiều. Nửa hộp. Cảm tính. Ê, bây giờ em làm theo cảm tính á. Ok, làm theo cảm tính á. Để ta coi kết quả thế nào. Nếm thử có không? Có chứ, quy thử giùm. Em mới chơi đồ sống. Em nhét từ. Mười trứng. Thêm một bịch sữa, thêm một cái nửa hộp sữa sữa đặc có đường, thêm đường nữa. Để lá gà thành phẩm coi tính ra mình mốt ngoài bà cái bánh flan nó bán nhiêu cái. Để ngoài ta làm có bỏ bột không ta? Không, mình cái này bỏ bột đủ được. Nó giống mà bánh bánh lạc, bánh bông lan sao. Mình sợ nó bỏ bột vô nó làm mà nó gia tăng được cái kích cỡ. Cái này nó có pha nước. Pha nước thì nó không béo. Vậy là xong là đem ra hấp lên hả? Làm caramel. Caramel. Ok. Rồi được. Mấy bà kìa. Đổ đi em được. Màu đảo ha, nhìn nó trong, nó nhìn cái màu vàng này ghê. Chúng ta làm caramel, chút đường. Nước chia đường rồi đó. Chanh đó à? Chanh. Có khuấy không? Có. Rồi bắt đi chanh vô. Một xíu chanh vô.
thấy nước nhiều không? Nước nhiều. Thấy nước nhiều quá vậy. Bao giờ nó mới thành cái đường caramel? Bỏ đường tí xíu. Không có nước thì sợ hả? Có nhiều nước nè. Rồi thử đi. Em lộn công thức rồi hả? Rồi là em mất bao nhiêu đường rồi đó. Rồi em lộn công thức rồi em làm lại luôn. Vui ghê. Bắt xíu chanh đúng không? Rồi, rồi dọc chanh. Rồi. À, nhiệt độ xuống à. Không làm cái bé bánh lăng nữa anh. Em là cô bé bánh flan. Em đói quá. Không có ai cho em bánh flan để ăn cả. Mà cái này đúng chưa đó mày? Chắc đúng anh. Đúng. Nó không ra bánh flan, nó không ra caramel ra cái gì á. Sơn lại rồi làm mà tan chảy ra. Mà cần nhiều quá caramel không? Em không biết nữa. Mô Phật. Một chút là ý tí. Ok, cứ thử đi. Dù sao cái số chứng nâng phải sử dụng mà. Đây, mời xin đưa tay. Thành caramel luôn. Đó đây là caramel hả? Đó, oh yeah. Ừ, xin chúc mấy anh chậm nha. Giảm nữa đi. Rồi, múc nó luôn rồi đó. Hay nó phải sơn thêm chút xíu nữa nha màu chứ. Rồi, giờ tắt được rồi. Nó chưa ra được. Nó chưa ra được nước anh. Chưa. Cho thêm chút xíu nè. Cái gì? Liếm thử hả Quỳnh? Là lưỡi mày nó bay luôn á. Cái gì? Hỏi đi. Cái chén. Rồi đó mày nướng chén trước. Nó tan ra xong á, nướng từ chén để từ trước. Mà chưa tan hết mà. Ăn bánh flan cả đời, ăn tới đời tuổi này là ăn có mấy trăm chiếc mà không biết caramel làm. Sắp xong chưa? Em cũng biết. Thấy cái màu này nó được rồi đó, sao nó nâu rồi nè. Được rồi. Cái nước được rồi đó, thấy nó ra một cái màu đúng rồi, giống như cái màu của cái bánh flan rồi đó, cái màu bỏ trên đó, đẹp rồi. Nhưng mà này không biết được mấy cái nữa, hả? Để bỏ trứng vô hấp. À, ok. Thì để nó nguội mà. Ok. Như vậy là để cho nó nguội. Caramel anh nghiễm có bột đâu? Ờ, à, đẹp không? Như là em bé học vẽ vậy đó. Lần đầu tiên em làm chuyện ấy anh. Hồi buổi em làm thất bại 3 lần bánh lăng rồi. Lần thứ 3 đó. Ồ, đẹp chưa? Quá đẹp. Còn một miếng đó à. Chết cho nó được. Không, quên nữa, chúng nó tan ra, nó chảy xung quanh. Là sao? Kiếm cái đồ, cái nồi bánh lăng vô. Rồi, rồi. Ý là để cho nó nguội xong rồi, cái phần caramel xong bỏ này vô đúng không? Đúng rồi. Rồi. Cái này đó, nó màu vàng rất là đẹp. Rồi, để coi thành công không ha. Giờ đem hấp cách thủy. Thấy không? Không biết để được 3 chén nữa. Rồi, 3 chén. Ok, đậy lại. Hấp. Rồi, lát nó sẽ quay lại các bạn ha. Nghĩ chắc là chín rồi đó. Chín rồi. Thử sao?
lấy cái muỗng sắn miếng ăn hay là cái gì? Thử miếng đi. Chín rồi. Sao biết chín? Sắn ra cái gì đó. Thử sắn cho nó miếng thôi, sắn thử đi, sự thắng thử miếng thôi. Sắn thử miếng thôi. Rồi, đặt nó lên kia. Ờ. Ở dưới Quỳnh, Quỳnh rồi bỏ ra luôn Quỳnh, bỏ ra. Rồi ăn thử đi Quỳnh, ăn thử coi sao. Thơm không? Mất vị giác rồi. Gì kỳ vậy? Mày đâu có bị corona đâu mà mất vị giác. Đưa cho bé ba đi. Ủa, hay nóng quá anh chưa thử đi ra ngoài. À, à. Ok. Chưa. Thành công rồi các bạn ơi. Chín thơm béo ngọt. Rồi cái này lấy ra ha, sau đó cho thêm miếng cà phê vô và để nguội, bỏ tủ lạnh cho thêm cà phê vô. Thành công thành công, nhưng nhà cái đồ béo chưa béo lắm. Béo lắm luôn. Béo không? Ờ, ta thấy nó ngọt. Bỏ sữa không à. Ừ, vô cái phần trứng. Mà béo một chút xíu nó ngon hơn nữa đó. Thành công rồi, coi như lần thứ ba là bé Quỳnh đã thành công. Mô Phật. Chúng ta lấy bánh flan ra. Đây, bữa nay bé Quỳnh thành công mặc dù là không phải là 100%. Tại nó hơi bị rổ. Nè, các bạn thấy nè. Hơi bị rổ. Đó. Ừ. Mẹ cũng đẹp. Cũng được. Mẹ các bạn nó hơi bị rổ chút xíu nha. Rồi, rồi cho nước gì đi. Ê, làm hết đẹp rồi. Khác là cái kia. Cái nồi kia nó do 8 chuyện quá sắp cháy cái nồi luôn. Ờ rồi, đủ rồi bé Quỳnh. Lấy để cho mình. Bánh lăn. Cái nào đấy? Rồi đủ chụp hình sau đấy nó đen thui rồi nó không lên hình nữa. Rồi ok rồi, mời các bạn ăn bánh flan. Kỳ này có thể nói là Quỳnh thành công khoảng độ 70% không ta? Nó hơi bị rổ. Các bạn có thể là nãy đánh trứng nó chưa có tới hay ta, nãy thấy nó cũng mịn lắm rồi mà chắc vậy quá. Ừ, rồi mong học hỏi từ các bạn.